Học sinh hỏi: Con có câu hỏi quan hệ đến dục vọng, xin thỉnh Ngài chỉ dạy cho con về sự khác biệt giữa cái tham dục đúng và cái tham dục sai lầm. Đáp: Nếu con tự tư ích kỷ là không đúng, còn nếu không tự tư ích kỷ mới là đúng. Làm chuyện hợp lý là đúng, không hợp với chân lý là không đúng. Làm chuyện chỉ riêng mình có lợi là không đúng, làm chuyện có ích cho người là đúng. Còn nếu nghiên cứu sâu thêm một bậc nữa thì tôi không biết à. Mình có dục vọng mà dám biểu lộ cho mọi người đều biết là đúng, còn có dục vọng mà lo sợ người ta biết được, tức là không đúng. Ý nói là mình làm việc gì mà ai ai cũng cho là hợp lý thì đó là đúng. Như thế gọi là kiến đắc nhân, dám gặp người. Còn nếu mình làm chuyện không hợp lý, sợ mọi người biết, đó là không đúng. Ban ngày giả làm người thì không đúng, tối giả làm ma cũng không đúng. Hoặc như đã trộn trấu mà lại còn ngâm nước, như bán gạo, lớp trộn trấu, lớp chế thêm nước thì đều là không đúng. Thiên lý hòa nhân dục, một ly khai đa diễn. Nghĩa là lý trời và ý người không cách xa bao nhiêu, chỉ từ trong một niệm thôi.